nghề mới cho sinh viên, vừa được đi chơi, vừa kiếm sương sương, 5 triệu một ngày. Trong kỳ nghỉ quốc khánh của nước Trung Quốc tại xứ Trung Hoa vừa qua, một số sinh viên đã tìm được cơ hội việc làm mới, đó là trở thành bạn đồng hành leo núi cùng người lạ. Với mức thu nhập thấp nhất là 300 tệ một ngày, tương đương khoảng 1 triệu đồng tiền mặt. Nếu kiêm luôn việc mang vác trẻ con, người già hoặc đồ nặng, thậm chí cõng luôn người thuê nếu họ mệt vì leo núi, thì lương của bạn có khi lên đến 5 triệu một ngày. Khác với các hướng dẫn viên truyền thống thường được thuê để đảm bảo an toàn, những người bạn đồng hành leo núi này chỉ tập trung vào việc khích lệ tinh thần, giúp du khách tự tin và có động lực vượt qua những chặng đường gian nan để lên tới đỉnh cao. Họ cũng chuẩn bị đầy đủ những vật phẩm cần thiết như là sô-cô-la, trái cây, khăn, gậy leo núi, sạc dự phòng cho khách. Đồng thời họ còn chia sẻ kinh nghiệm để giúp du khách bắt được khoảnh khắc bình minh tuyệt đẹp hay kiên nhẫn chụp những bức ảnh sống ảo. Thậm chí còn chỉnh sửa sao cho hoàn hảo nhất để đăng lên mạng xã hội. Bởi vậy các bạn sinh viên trẻ, vui tính, có năng khiếu chụp ảnh nữa thì càng có cơ hội việc làm trong ngành này. Với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ, đặc biệt trong các mùa cao điểm du lịch, nhu cầu thuê người đồng hành leo núi bùng nổ. Một người cung cấp dịch vụ này chia sẻ rằng lịch làm việc của cô đã kín chỗ từ sớm và các đơn đặt hàng còn kéo dài cho tới tháng 11. Đúng là nghề lạ, vừa được tiền, vừa được đi du ngoạn, lại còn rèn luyện sức khỏe nữa chứ. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi tin nhanh 24 giờ online, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị mỗi ngày.